Ok, xin chào bạn, chào mừng quay trở lại với chơi Persona 5. Ok, chúng ta chơi tiếp lần trước là chúng ta sẽ... mình sẽ đi đâu nhỉ? Mình sẽ bảo là mình đi ra cái chỗ cô giáo đúng không? Mình đi làm nốt cái nhiệm vụ cô giáo đấy. Cô giáo chủ nhiệm, bây giờ chúng ta đủ rank rồi nói chuyện. Trả tiền luôn cho cô này, rất là sòng phẳng. Chuyển tiền rất là nhanh. Hey. Cô này là rank 8 rồi nhỉ. I actually like the antique feel of this room, but have to say goodbye for it today. Cô này đến đây lấy tiền này, cô ấy chào tạm biệt. Cô này quyết định là cô bỏ việc này. Keep increasing demand. So is that what I have to do? Hay cô này làm việc khác để kiếm nhiều tiền hơn. That is the wrong decision. Please reconsider. Mình... nhưng mà trong game này nó không biết là nó... cô đã được trả nhiều tiền đó để làm cái việc gì. Nhưng mà rất là nghi ngờ. Nhưng mà về cơ bản là cô ấy đi làm mà có việc khác để kiếm nhiều tiền. Cái gì nhỉ? Please reconsider. Is that really what you want? That is the wrong decision. Is that really what you want? Cô này sướng. Cô này không muốn này. Takase-kun, Guardian says the only true way to apologize. What is the right thing to do? Mọi người nó vẫn rất là muốn tiền của cô này. Để sách. Nếu mà cô này bỏ nghề làm giáo viên thì cô sẽ không phải trả tiền nữa. Nên là cũng không phải lo về việc phải đuổi khỏi ngành ấy. Nên là cô sẽ nghỉ luôn cả việc là dạy học và việc mết. If that's what you decide, I need my teacher. But I did really decide on my own. It's too late for me to stop being a teacher. I would resign the day he died. Resign. Take a look at yourself. Try to remember. That's right, I decided the way to apply, but to make sure you won't ever be another student. Nói chung là loanh quanh là vẫn tranh cãi về cái vụ mà cô này có bỏ việc không? Vì cô không muốn là bị một nạn nhân khác như cả học sinh kia, phải ép học sinh phải đi học kìa. Nhưng bây giờ là tôi phải dành rất là nhiều thời gian để làm việc phụ để chúng ta trở thành cô giáo ấy. Nên cái việc gọi là trở thành cô giáo trở thành rất là vất vả. Mistake can be fake. Are you going to give up? I refuse to pay them any money. What do you think? Bây giờ là cô sẽ be confident in your answer. That is the right choice. You asking, okay, that is the right choice. Đấy là sự lựa chọn rất đúng. You are my teacher, kinh. Nên là cô này học được rất là nhiều từ học sinh. Mình là học sinh cưng của cô, rank 8 đấy. Take-kun, I'm going to protect you as your teacher. Bây giờ cô sẽ bảo vệ em. Và cô sẽ không bao giờ phản bội này.
I want to protect you, Kingman. Okay. Thanks. See you later. Good night. Đây là mấy là rank 8 mà mình đến 7 lên 8, mình tưởng bây giờ là rank 9 ấy. Đúng ra là chị này phải nghỉ làm hôm nay là nhiều vẫn gọi học. Why we still stuck fighting is I think we actually fix I need to do. I will do anything for you. Để mày quyết tâm. Nói chuyện rất là ngọt, cô giả sử. Hình như là mình còn 8 ngày nữa. Đừng mà thằng Yusuke lại rủ nhé. Con thằng này. Thế là nó rủ đi chơi, chủ đi chơi game à? Hình như là muốn quay lại nó chơi game. Mình có thể chơi với thằng này được. Hay là chơi game thì cái hoạt động chúng ta phải chơi. Nhưng mà trên thực tế là nếu mà cân đo đong đếm là lại một lần nữa chúng ta không nên chơi game thằng này. Cứ bảo Eco. Bà này mà lại rủ mình. Hey. Thằng Ryuji đến đây là chơi game. Thầy thấy nó cũng rủ này mẹ. Saturday ngày thứ bảy. Chúng ta còn 8 ngày để chúng ta chơi. Nhiều việc quá. Ok. Chú rất tiếc là chú nhưng mà anh còn rất nhiều việc để mà làm. Tăng cái lòng dũng cảm đi play Fortnite của Ryu gì. Cái này hình như mình chưa bao giờ mình chơi cái video game với nó. Ok, chắc là mình nghĩ là mình sẽ dành thời gian này. Đây là cái lựa chọn rất là lãng phí luôn này. Nhưng mà chúng ta vẫn đấy. Chơi game với thằng Ryu gì. Nhưng mà ở cái bản cũ là mình không có nhiều cơ hội để mình chơi game cùng các nhân vật phụ ấy. Đây mình sẽ chơi. Star Fox. Là Star Fox. Đi chơi game. Đang chơi bắn ruồi rồi. Time for double rapid fire. Let's do it. Nhưng hình như là cái chơi game này là đồng thời là nó sẽ hoàn thiện cái game cho mình. Bấm X kìa. 10. Điên luôn. Alright. Cộng 3. Tăng cái Ghost. Lòng dũng cảm. Ain't half bad. Save you time. What is I got the other plan. Okay. Oh, come on. What a bummer. Okay. See you later. See ya. Nói chung là chơi game này rất là vui nhỉ. Nhưng mà nó không tính là hoàn thiện game. Game này nó cũng tính như là chơi đọc xem phim ấy. Không đi chơi được với Makoto. Kodama. Chúng ta sẽ đi với cả con Hifumi. Mẹ từ chối Makoto mấy phát rồi đấy. Bởi vì là trên thực tế là cái nhân vật Makoto đấy là nhân vật mình ưa thích nhất. Nên là mình chơi hai lần rồi nên mình chơi nhiều đấy. Đây cũng không phải là quá gì quá tiếc nhưng mà nên là cái lão kia. Có rất là nhiều nhân vật đấy mình chưa ấy nè. Là cái lão bán súng ấy, mình chưa sờ ấy nè. Ok,
Có thể lại đi giao lưu với em này. Em này còn được chăm sóc kỹ hơn cả nhân vật trong này. Còn là dòng Star. Mày nó đòi đi chơi đâu à? Actually, có em muốn đi chơi trên cái tháp này. And he bedridden. In fact, my mother showed me support. Các em biết rồi. They even reported my mother work at nightclub. Bà này bà làm ở chỗ nightclub để support cho con này. Which is not untrue. Có nghĩa là cái đấy đúng nhưng mà không cần thiết phải viết như vậy. Capitalize on family private master is a crew. Chứ là cái tạp chí kia nó viết linh tinh về con này, khó chịu ấy nhỉ. Cái vấn đề về gia đình tôi thì không ảnh hưởng gì đến cái kỹ năng của tôi. But she looked troubled. We were able to easily increase our ripple if we become more famous. So even more insist on having me to do more TV. Bà cái bà là nếu mà nổi tiếng hơn thì sẽ mấy cái tin đồn đấy chỉ vớ vẩn. Con này là bà bảo là con này hãy đi ra đóng TV nhiều và phỏng vấn nhiều. You will be famous. Is that frustrating? Khó chịu không em? Yes. Mình là idol. I would do anything to become popular. Nói chung là nhiều điều nó ghen tị con này. Con này bảo là con này chỉ được sinh chả, chả biết đánh cờ. Is that no one want to play with me? Cái bố này ốm đến nỗi mà không đánh cờ được với con này luôn. Bệnh thì ốm ác ấy. Con này nó bảo là có thể tôi nên bỏ Soji và đi tìm công việc để đỡ gánh nặng cho gia đình. Do you still like Soji? Is that what you want to do? Do what you love? Hãy làm điều em thích. Con thích đánh cờ. I love Soji. I never able to give it up. Kiểu là cờ là cuộc đời của em không thể bỏ. Con này nó lại chắc chắn hơn về cái sự lựa chọn của nó ấy. Nên là cả đời em chỉ đánh cờ thôi. Nên là thằng nào mà lấy con này nó đánh cờ nó vỡ mặt rồi. Nó vải vỡ mặt rồi. Con này bảo là quay lại chớ để đánh cờ đấy. Anh em sẽ sử dụng cái thế ba đặc biệt của em là Eternal Abyss cái gì đây. Kinh vậy. Thằng cái knowledge này. Sau khi nói chuyện anh thì em đã chắc chắn về con đường của mình cái gì. You are amazing, you are imagining things. Bút phát 3 cái luôn à. Ôi dồi. Con này rank 6 luôn này. Okay. Em sẽ muốn tiếp tục học nhiều thứ với anh. Cái này là ngày 14 này, ngày Sunday này. Đúng là mình quên mất là chúng ta phải đi mua cái nước uống ấy. Mình bỏ qua hơi bị nhiều cái ngày chủ nhật. À này là level 10. Hey. À này là level 10 ra nhé. Là nhân vật của A nó sẽ tiến hóa. Mình không muốn kết thúc về con A luôn.
bên bên trên thì tới đây bây giờ mình có chúng ta chưa cần thiết phải đánh nên mình có Shibuya Kiyoshizoji, không biết là nhân vật nào nhỉ. Mình đang muốn đi với Makoto mà không có. Alibaba luôn. Con kia nó trong mơ nó vẫn nó làm nhảm. Turbine à swap. Ông này là khách quen ở quán ấy. Mình sẽ đi dạo thì lâu lắm mình đi dạo. Để mình xem cái lão này lại có bán cái đồ cổ này không. Black Kotana ô, vẫn bán đấy. Đi ra đây xem này. Đây là Kichi Poronede. Và mình quên mất mà có một cái là có cái nhân vật. Ôi, con này đứng đây à? Ôi, em này không rủ mình à? Ôi, chắc mình sẽ đi cùng em tóc đỏ. Là ở chỗ này là có cái nhân vật đứng đây này, mình có thể trade đồ này. Đứng đây ngon quá. Không ngờ em lại đứng đây. Đi chơi cho em Dorazaki. Hello. Doing different cap training than me. What do you think we have about? Này nó đồng thời nó rủ mình đi chơi nữa. Hang out with her. Ta sẽ đợi giờ. Chúng ta sẽ đợi cho cái con Takamaki nó đợi. Con này là Faye. Bro, I didn't expect to at the Park Boating Center. What are you scheming? What is the prize? Thế vẫn cộng. Cái chỗ này là đánh bóng chày ra nhỉ. Con này nó thích đi đâu mà đã rủ mình đi đánh bóng chày. Đánh bóng chày là một cái phần rất là quan trọng để tăng cái thể lực ở trong cái gì nhỉ, cái tập thể dục this kind of sudden if I just watching but I just love seeing the bat. Những đứa trẻ khác thì sợ bị bóng nó đập vào người, nhưng mà tôi thì em thì thích chơi bóng chày. Quật. Good work cái gì này? Maybe stick. It is good idea. Ok, cái này mình đã nói này. Em muốn chơi đi. Em muốn chơi đi. My turn. Get the next one. It's the next one that counts. Không đánh được quả nào. I'm sorry. Just don't lose hope. You can beat this. Just don't lose hope. Senpai, okay. Có senpai động viên sướng. Đánh đi em ơi. À, đánh nó phát rồi này. We did it. Congrats. I saw. Anh nhìn thấy rồi. Thế bình thường là chỉ tập một mình, không ai ấy. Cả không ai, nhưng mà từ ngày em đi với anh là em sẽ sống một cuộc sống này
cái gì nhỉ? Không phụ, không phụ lòng mong đợi của anh. Don't forget that feeling. Yes. Nghe sướng. Please listen to me. Nailie đã. Thank you very much. Pony full power gymnastic routine. Cái này là càng ngày càng tin tưởng mình. I am thou. Ô, cái gì đấy? Thou art I. À, cái này là đúng rồi, rank đấy. Thou hast birthed a bond clad in the heart's strength. This union, born and embraced by will unyielding, shall become the balefire that lights thy path. Cái này nó khác nhỉ? Thou hast gained a glimpse of the faith's truth, granting thee further power to tread the abyss. Oh, con này là hình như là nó sẽ lên một cái rank cao hơn. Rank 5 là rank up. Rank này là mắc rồi à? All right. Đây là lần đầu tiên trong cái trò này mình có một cái nhân vật nào mà chỉ được 5 rank. Toàn là 3, 4 và 5. Good effort. Rank mắc rồi nói thì thank you. Was there anything else you want? Em có muốn anh có muốn em thử một cái cái khác không? Em nên đi bơi đi, có vẻ ngon đấy. Yeah. Đi bơi là sẽ tập cho toàn thân này, kinh quá nhỉ. Nên là sẽ tập cho đều là các cơ bắp ở xung quanh. Okay. Perhaps we should go next time. Do I even own a swimsuit? I don't think I have anything there. Leotard. Con này nó vẫn muốn đi chơi mình à? Ok. Mẹ mày cứ như bây giờ mình cảm thấy như là anh trai của nó ấy. You're back. Mẹ nó thích mình thì cứ nói, con mẹ thì cứ giả vờ là anh bây giờ em muốn có người training cùng. Thế thực tế là mình có liên quan chó thì đến mấy cái thể dục thể dục dụng cụ của nó đâu mà. Bây giờ là Sunday này. Are you available today? Yes, Thunder. Khả năng là mình sẽ đi, mình nói chuyện với cái lão chính trị gia. Mà chúng ta sẽ đi ra cái chỗ ấy. Shibuya này, sau chúng ta xuống underground walkway. Mình sẽ để dành cho mấy cái nhân vật như kiểu là nhân vật như kiểu là cái cô bác sĩ là tại con An à, để ở lần sau rồi. Cho nó hoành tráng. Để gái đợi. Thì mình như là mình cái con Fidon này là Takemi rank 9 ấy. Toàn rank 9 ấy rồi, có hai đứa rank 9. Bác cái Ari. Bán nhiều thuốc rồi. Bấm nhầm vậy. Raise to increase the selection revival item. Tăng cái sự lựa chọn thuốc hồi sinh ở chỗ cái bệnh viện này, phòng khám này. Ông này là rank mấy? Không có đối tác nào nè. Everyone. Ok, chúng ta sẽ nói chuyện bác đi. Thunderbird mẹ con.
I see. Từ đây mình xem mình có đủ rồi chứ. Ok, chúng ta sẽ được lên rank cao rồi. Theo Yuna này. Actually, à, phải đi dự tiệc với ông này. What's wrong? Hôm nay ông lại gặp cái thằng Matsushita gì đó. Thằng này là cái nhóm đối là đối nghịch với cái thằng thằng trẻ trẻ đó. I will completely trade with you since I already asked you to be my right hand man. Chúng ta thằng này nó đang đối nghịch với cái thằng mà Karamoto Group. What? Tôi có cái tham vọng của riêng tôi. Tôi nợ ông ấy rất là nhiều nhưng mà tôi không muốn cái sự ảnh hưởng đấy là sẽ đi theo tôi mãi mãi. Oh, the more. Bây giờ là cái thằng cháu kia là nó muốn chuyển sang cái đảng khác, kéo thêm để bè phái để chuyển chạy sang cái đảng khác. Nên là lão này muốn mình đi theo phe của ông này. Nữa nó nhiều đảng. They want to keep you on the list so you reveal any damage information. Trên thực tế là bọn chúng chỉ muốn trói cổ ông ấy thôi, để ông ấy, để ông không thể để lộ bất kỳ một thông tin nào ảnh hưởng đến bọn. The real culprit of expand this boy case was the blame for the old man. Trên thực tế là cái mà việc mất tiền ấy, mà cái sai lầm mà ông này phải chịu trách nhiệm 20 năm trước là do, từ cái ông già Kuramoto. What in the world? What did you say? Tôi đã tìm qua được cái những cái sổ sách 20 năm trước. Tôi không nhầm nào. Can you forgive me? Ông có thể tha thứ được cho ông ấy không? Ông ấy là trở thành cái lãnh tụ của cái giới chính trị trong khi ông bị hàm oan. But why? He having some serious financial. Nghĩa là hồi xưa là cái lão này là bị vấn đề về tài chính ấy. Ông quyết định ông lấy tiền công quỹ. I see. It sounds as if you can say my own. Hit our friends that already tried to persuade you. Nếu mà đi theo nhau là phe ông này là sẽ được cơ hội là để luận tội ông kia. Đây là cơ hội tốt nhất để ông giải hàm oan của ông. Theo cái nhóm này để trả thù này. Nhưng mà sẽ bị từ chối cái việc chạy vào trong cái được bầu cử này. Không phải ứng viên. Have you doing this? That is difficult decision. Yes. I appreciate, but I must refuse. Ở từ chối á. You have no concealed reason to be here. Trên thực tế là ông này ông vẫn muốn trở thành thành viên của chính phủ thôi. Chứ không phải là một cái tay sai của bất kỳ một ai. I'm sorry. Chúng là thằng này là muốn ông ấy làm chứng để hạ bệ cái lão kia mà. I've seen you on it. I assume you might decline. Before get I apologize for bringing it up so suddenly. I don't want to be debate about the phantom thing. I sleeping. Want to draw attention to them. Chung là lão này vẫn muốn gài để lão này để ông kia ông lên ông ấy luận tội cái thằng Kuramoto ấy. Oh.
Kiểu như lúc mà Vẹo lên tranh cử là có nhiều cái phiên là các ứng cử viên là sẽ đối đáp với nhau ấy. Thì là đây cũng là cái cơ hội để thằng cái lão Matsushita, cái lão ấy, ấy luận tội cái lão già kìa. Cái lão già với cả thằng cháu là bạn của tôi thì là cố gắng để lợi dụng tôi. Còn cái ông thầy cũ của tôi thì là cũng lợi dụng mình, cũng lợi dụng tôi luôn. What should I do? Đấy, có hai cái get elected, cái clear your name, stick to your belief. Toàn nói mấy cái mà chung chung. Một lý do nào đó là nói chuyện với chú làm anh cảm thấy phấn chấn hơn, tự tin hơn. If the phantom truly exists, then I'm sure they are very much like you. Kinh quá nhỉ. Tự nhiên ông ấy nói. For some reason you stood by me, who didn't have any supporter. Vì một lý do nào đó là cậu đứng bên cạnh tôi, một người không có một ai hỗ trợ. Actually, you must experience cruelty and injustice in life. Cậu có vẻ như một người phải chịu rất là nhiều áp bức trong cuộc sống ấy, khi mà tôi nhìn vào mắt cậu. And the channel stand up heck. Cậu không phải là một người học sinh cấp 3 bình thường. Hey, would you care to talk about it? What would that do? Mình sẽ không nói gì. Ông này dạy cho mình cái chiến lược để đàm phán. That is advantage to win people over. My control. Thỉnh thoảng sẽ có thể skip a negotiation để obtain to all personnel. Rất là nhỏ. Này sắp tới sẽ rank 10. Alright. Alright then. I shall ask you again another time. Tăng cái charm. Ui, tăng nhiều thế. Oh my god. Charismatic. Well then, I'll see you again. Khả năng mình sẽ chơi cái game là tầm mấy trăm tiếng nhỉ? 100-200 tiếng. Could you say often? Look at you. You understand. I will never forget. Kinh này. Kiểu ông tôi sẽ không bao giờ quên lời của ông. Nhưng mà tí nữa mình chả nhớ ông nên ông nói cái gì. Rất là nhiều đạo lý à. Chơi hai mấy ngày mà chơi bét nhè luôn. Con này là muốn đi xem một sách à? Đây này. Nếu mà trong trường hợp nào mà chưa cái con kia nó chưa cho mình ấy thì Makoto này cũng rủ mình đi xem sách. Oh no. Book town. Respond let. Book town thì mình biết rồi, chỗ kia. Nên là có rất là nhiều cái nhân vật nó có thể mở được mình cái khu vực mới ấy. Ngày 15 này.